Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bara, nơi chia sẻ những tips sử dụng luật hấp dẫn, thiền và chữa lành. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật nhiều video khác nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Nếu bạn có một công việc kinh doanh, chắc hẳn bạn đều suy nghĩ cách làm sao để kiếm được số tiền nhiều nhất và thu hút được lượng khách hàng lớn nhất. Có thể bạn không biết, thực sự là bạn có nhiều khả năng để đạt được những gì mình mong muốn hơn là bạn biết. Sau đây là những khẳng định tích cực giúp bạn thu hút khách hàng một cách nhanh chóng. Những lời khẳng định chính là công cụ giúp bạn tiếp cận tiềm thức của mình, thay đổi những niềm tin hạn chế trong tiềm thức, xây dựng hệ thống niềm tin mới và để những tuyên bố đó đưa bạn đến gần hơn với những gì bạn muốn. Trước khi nghe bất kỳ một video về khẳng định tích cực nào, bạn hãy thật rõ ràng về mục tiêu của mình nhé. Tập trung vào mục tiêu đó, nghe thường xuyên nhất có thể trong ít nhất 21 ngày. Việc bao lâu thì đạt kết quả, bao lâu thì bạn thấy hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của bạn. Nếu trước khi bắt đầu, bạn tin rằng bạn cần tối thiểu là 21 ngày để những lời khẳng định này có tác dụng, thì thực tế sẽ là như vậy. Thực tế rất có thể bạn sẽ thấy kết quả và thấy mọi thứ xảy ra chỉ sau vài ngày, nhưng hãy tiếp tục nghe trong 21 ngày để có kết quả tốt nhất. Thời gian tốt nhất để lắng nghe là trước khi bạn ngủ hay lúc thức dậy vào buổi sáng, hoặc bất cứ khi nào bạn có thời gian. Để bắt đầu, bạn hãy hít thở sâu và nhịp. Mỗi lần hít thở hãy để cho toàn bộ cơ thể được thư giãn tối đa. Hãy nghe và cảm nhận ý nghĩa của từng khẳng định. Vào khoảng lặng sau hai lần khẳng định, bạn hãy tự nhắc lại trong đầu nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Tôi là một nam châm thu hút khách hàng. Tôi là một nam châm thu hút khách hàng. Tôi đang thu hút khách hàng mới mỗi ngày. Tôi đang thu hút khách hàng mới mỗi ngày. Tôi đang thu hút khách hàng mỗi giây mỗi phút. Tôi đang thu hút khách hàng mỗi giây mỗi phút. Tôi đang thu hút khách hàng mới cho tôi ngay cả khi tôi ngủ. Tôi đang thu hút khách hàng mới cho tôi ngay cả khi tôi ngủ. Tôi đang thu hút khách hàng mới mọi lúc, mọi nơi. Tôi đang thu hút khách hàng mới mọi lúc, mọi nơi. Tôi đang thu hút khách hàng mới tuyệt vời cho tôi mỗi ngày. Tôi đang thu hút khách hàng mới tuyệt vời cho tôi mỗi ngày. Tôi đang thay đổi cuộc sống và công việc kinh doanh của tôi tốt hơn mỗi ngày. Tôi đang thay đổi cuộc sống và công việc kinh doanh của tôi tốt hơn mỗi ngày. Dịch vụ mà tôi cung cấp có một lượng lớn nhu cầu của khách hàng. Dịch vụ mà tôi cung cấp có một lượng lớn nhu cầu của khách hàng. Tôi thu hút khách hàng lý tưởng với năng lượng tích cực của tôi. Tôi thu hút khách hàng lý tưởng với năng lượng tích cực của tôi. Tôi cho phép mình là một nam châm thu hút khách hàng. Tôi cho phép mình là một nam châm thu hút khách hàng.
thái độ và năng lượng tích cực của tôi thu hút những cơ hội kinh doanh vô tận. Thái độ và năng lượng tích cực của tôi thu hút những cơ hội kinh doanh vô tận. Khách hàng mới đang đến với tôi mỗi ngày. Khách hàng mới đang đến với tôi mỗi ngày. Tôi đang được kết nối với các khách hàng mới mỗi ngày. Tôi đang được kết nối với các khách hàng mới mỗi ngày. Tôi đang thêm khách hàng mới mỗi tuần, vào ngay bây giờ. Tôi đang thêm khách hàng mới mỗi tuần, vào ngay bây giờ. Tôi có hàng trăm khách hàng và khách hàng mới mỗi tuần. Tôi có hàng trăm khách hàng và khách hàng mới mỗi tuần. Khách hàng mới đang gọi cho tôi mỗi ngày, vào ngay bây giờ. Khách hàng mới đang gọi cho tôi mỗi ngày, vào ngay bây giờ. Tôi đang thu hút những khách hàng tuyệt vời, những người vui vẻ trả tiền cho tôi. Tôi đang thu hút những khách hàng tuyệt vời, những người vui vẻ trả tiền cho tôi. Tôi thu hút những khách hàng lý tưởng, những người sẵn sàng trả cho tôi bất cứ dịch vụ nào mà tôi tính phí. Tôi thu hút những khách hàng lý tưởng, những người sẵn sàng trả cho tôi bất cứ dịch vụ nào mà tôi tính phí. Khách hàng của tôi đề nghị trả cho tôi nhiều hơn số tiền mà tôi tính phí cho các dịch vụ của mình. Khách hàng của tôi đề nghị trả cho tôi nhiều hơn số tiền mà tôi tính phí cho các dịch vụ của mình. Tôi đang thu hút những khách hàng lý tưởng của mình, những người tích cực và thích trả tiền cho tôi đúng hạn. Tôi đang thu hút những khách hàng lý tưởng của mình, những người tích cực và thích trả tiền cho tôi đúng hạn. Khách hàng của tôi luôn trả tiền cho tôi sớm và nhanh nhất có thể. Khách hàng của tôi luôn trả tiền cho tôi sớm và nhanh nhất có thể. Khách hàng của tôi rất vui khi trả tiền cho các dịch vụ của tôi. Khách hàng của tôi rất vui khi trả tiền cho các dịch vụ của tôi. Tôi cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của tôi. Tôi cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của tôi. Khách hàng của tôi thích trả tiền cho tôi. Khách hàng của tôi thích trả tiền cho tôi. Tôi thành công bằng cách giúp khách hàng của tôi thành công. Tôi thành công bằng cách giúp khách hàng của tôi thành công. Tôi là một nam châm thu hút khách hàng. Tôi là một nam châm thu hút khách hàng. Tôi đang thu hút khách hàng mới mỗi ngày. Tôi đang thu hút khách hàng mới mỗi ngày.
tôi đang thu hút khách hàng mỗi giây mỗi phút. Tôi đang thu hút khách hàng mỗi giây mỗi phút. Tôi đang thu hút khách hàng mới cho tôi ngay cả khi tôi ngủ. Tôi đang thu hút khách hàng mới cho tôi ngay cả khi tôi ngủ. Tôi đang thu hút khách hàng mới mọi lúc, mọi nơi. Tôi đang thu hút khách hàng mới mọi lúc, mọi nơi. Tôi đang thu hút khách hàng mới tuyệt vời cho tôi mỗi ngày. Tôi đang thu hút khách hàng mới tuyệt vời cho tôi mỗi ngày. Tôi đang thay đổi cuộc sống và công việc kinh doanh của tôi tốt hơn mỗi ngày. Tôi đang thay đổi cuộc sống và công việc kinh doanh của tôi tốt hơn mỗi ngày. Dịch vụ mà tôi cung cấp có một lượng lớn nhu cầu của khách hàng. Dịch vụ mà tôi cung cấp có một lượng lớn nhu cầu của khách hàng. Tôi thu hút khách hàng lý tưởng với năng lượng tích cực của tôi. Tôi thu hút khách hàng lý tưởng với năng lượng tích cực của tôi. Tôi cho phép mình là một nam châm thu hút khách hàng. Tôi cho phép mình là một nam châm thu hút khách hàng. Thái độ và năng lượng tích cực của tôi thu hút những cơ hội kinh doanh vô tận. Thái độ và năng lượng tích cực của tôi thu hút những cơ hội kinh doanh vô tận. Khách hàng mới đang đến với tôi mỗi ngày. Khách hàng mới đang đến với tôi mỗi ngày. Tôi đang được kết nối với các khách hàng mới mỗi ngày. Tôi đang được kết nối với các khách hàng mới mỗi ngày. Tôi đang thêm khách hàng mới mỗi tuần, vào ngay bây giờ. Tôi đang thêm khách hàng mới mỗi tuần, vào ngay bây giờ. Tôi có hàng trăm khách hàng và khách hàng mới mỗi tuần. Tôi có hàng trăm khách hàng và khách hàng mới mỗi tuần. Khách hàng mới đang gọi cho tôi mỗi ngày, vào ngay bây giờ. Khách hàng mới đang gọi cho tôi mỗi ngày, vào ngay bây giờ. Tôi đang thu hút những khách hàng tuyệt vời, những người vui vẻ trả tiền cho tôi. Tôi đang thu hút những khách hàng tuyệt vời, những người vui vẻ trả tiền cho tôi. Tôi thu hút những khách hàng lý tưởng, những người sẵn sàng trả cho tôi bất cứ dịch vụ nào mà tôi tính phí. Tôi thu hút những khách hàng lý tưởng, những người sẵn sàng trả cho tôi bất cứ dịch vụ nào mà tôi tính phí. Khách hàng của tôi đề nghị trả cho tôi nhiều hơn số tiền mà tôi tính phí cho các dịch vụ của mình. Khách hàng của tôi đề nghị trả cho tôi nhiều hơn số tiền mà tôi tính phí cho các dịch vụ của mình.
tôi đang thu hút những khách hàng lý tưởng của mình, những người tích cực và thích trả tiền cho tôi đúng hàng. Khách hàng của tôi luôn trả tiền cho tôi sớm và nhanh nhất có thể. Khách hàng của tôi rất vui khi trả tiền cho các dịch vụ của tôi. Tôi cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của tôi. Khách hàng của tôi thích trả tiền cho tôi. Tôi thành công bằng cách giúp khách hàng của tôi thành công.